Vào ngày Tết cổ truyền, người dân thôn Điểm Tây, xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ có phong tục gói bánh gai to như bánh trưng. Là nét đẹp văn hóa đã đi sâu vào tiềm thức của người dân nơi đây. Bà Nguyễn Thị Lành ở thôn Điểm Tây đã gói bánh gai mấy chục năm nay. Lúc trước, bà chủ yếu gói để cúng tổ tiên và làm quà cho con cháu xa gần. Về sau, nhiều người nhờ bà gói hộ, dần dần bà gói bánh gai để bán. Mỗi vụ Tết, bà Lành làm khoảng 2.000 chiếc bánh gai phục vụ thị trường. Đó là cách để bà giữ gìn nét đẹp văn hóa của ông cha không bị mai bột trước cuộc sống hối hả thời hiện đại. Tôi gói bánh gai được 20 năm nay rồi. Và cái nghề bánh gai này là của bố tôi truyền đại cho tôi. Bánh gai ở nơi, ở quê hương chúng tôi ý, là có cái vị thơm của cái lá gai, rất là thơm. Theo các cụ cao niên kể lại, những chiếc bánh gai đầu tiên ở làng Điểm Xá, xã Bình Phượng có từ thế kỷ 11. Đây là thôn Điểm Đông và thôn Điểm Tây. Cũng như bánh trưng, bánh gai ở đây tượng trưng cho đất nên có hình vuông. Hiện nay toàn thôn Điểm Tây có 300 hộ, gần như tất cả các gia đình đều gói hoặc mua bánh gai để ăn Tết. Năm 20 tuổi tôi thấy ông cha truyền lại là gói bánh gai là nào toàn bộ cái Minh phượng này là đều biết gói bánh gai và biết làm thế còn nguyên liệu tất cả các thứ là đều làm mà già ra ra hết chứ không phải đi mua tôi đã cao tuổi rồi thì đi giờ con cái tôi lại truyền lại để cho nó làm ngày tết là phải có bánh gai gần như nhà nào trong thôn cũng trồng cây gai để phục vụ cho việc gói bánh ngày tết lá gai được thu hái phơi khô tự nhiên rồi nấu nhừ xay nhuyễn trộn với gạo nếp đó cũng là bí quyết để tạo nên vỏ bánh gai thơm dẻo truyền thống mà không địa phương nào có được. Nhân bánh gồm có đỗ xanh, dừa, lạc, mứt bí, thịt và được gói bằng lá chuối khô. Ngày nay người dân làm cả bánh gấc để mong một năm gặp nhiều may mắn, tài lộc. Nhiều hộ gia đình thì cũng đã thi nhau để mà gói để mà giữ lại cái nghề. Bánh gai của quê hương chúng tôi thì hiện nay thì cũng là được nhiều các cái vị khách xa gần cũng đã đem đi sử dụng. Ai đã một lần được thưởng thức bánh gai Bình Phượng hẳn sẽ không thể quên được hương vị thơm ngon của món ăn đậm chất dân dã này. Đây cũng là món quà bình dị mà người dân trao gửi cho nhau nhân dịp Tết đến xuân về.